Thưa quý vị, không chỉ gây hại trực tiếp đến người nghiện, ma túy còn là ngọn nguồn của nhiều tệ nạn xã hội. Đáng báo động là hiện nay nhiều loại ma túy mới đã xuất hiện, được ngụy trang tinh vi. Và mới đây, thì Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về loại ma túy mới gây ảo giác mạnh, khiến cho người dùng bị mất kiểm soát, có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Loại ma túy mới này thường được quà tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô để sử dụng khi loại ma túy mới này đi vào cơ thể sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương gây ảo giác khiến người dùng bị mất kiểm soát có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội do đó khuyến cáo gia đình nhà trường các tổ chức đoàn thể và ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy đặc biệt là không để loại ma túy mới này lan truyền hủy quả giới trẻ